À, hôm nay mình sẽ ghét các bạn đó lo đi bây LL36 với cái huyền thoại 3788 mã. Huyền thoại này là gọi là huyền thoại bị đại giá, nhưng mà ở bên thì mình sẽ bán với cái mức giá gọi là bình ổn thị trường. Mình bán với mức giá là 9 triệu rưỡi luôn. Thì các bạn cứ yên tâm. Với mức giá 9 triệu rưỡi này thì gọi là mà giá nó không bị đẩy rồi. Nghe rất là hay. Nhưng mà với cái mức giá mà các bạn mua 12 triệu thì các bạn là không phải là người dùng thông thái rồi. Thì cái con 3782 La Mã này thì nó hay được ưa chuộng ở chỗ là nó có hai cái vú, nằm hai cái VO. Thì hai cái VO này thì nó vẫy 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 rất là ngầu. Nó ngầu thế nào không biết, nhưng mà nó bị đẩy giá lên rất là cao. Còn lát nữa mình mở cho các bạn nghe thì bạn sẽ thấy âm thanh nó như thế nào. So với cái tầm giá này thì gọi là chơi được, ok, ghép được nhiều dòng loa. Loa Nhật Bản 3 tấc 4 tấc, loa Mỹ JBL AR ghép cũng ok. Volume, bass, treble, lowness, tone. Các chức năng chỉnh rất là ok, rất là đầy đủ. Cái âm ly này thì bữa mình đã tháo ra các bạn xem máy móc bên trong rồi, nhưng hôm nay mình không tháo nữa nha. Công suất của nó là 155W. Đánh được hai cặp loa, đánh từ 4 đến 16 ohm. Nếu cho hai cặp thì từ 8 đến 16. Còn phía sau còn rất là mới. Trông là ok đẹp, duyên tăng phô màu đen. Tăng phô đen hay vàng cũng như là cách của thợ thuyền đại giá lên thôi. Bạn đừng có mà nghe theo những cái đó, người ta tốn thêm tiền nha. Và cặp loa JBL L36 thì cặp này thì là huyền thoại của JBL. Hôm nay ghép hai huyền thoại. Top 10 cặp loa nổi tiếng nhất của JBL thế kỷ 20. JBL L36 thì hưởng 3 loa bass 25, mic giấy và trép giấy. Loa có hai nấm tinh chỉnh ở trên, rồi công suất là từ 50 đến 100. Được tháng 8 ohm, rồi nhảy là 90 dB. Loa được thiết kế thùng gỗ sồi rất là đẹp. Khá là mới. Loa này là không mong má chỉnh sửa gì cả. Nhưng mà như vậy thì còn quá đẹp rồi. Với đôi loa này thì các bạn nghe nhạc thỉnh thoảng nghêu ngao karaoke cũng được nha. Đó. Ok. Rất là nếu chúng ta karaoke chúng ta chỉnh track nó mic vừa phải chúng ta cao cũng được. Và thường thì những cái JBL thì cái loa mũi track nó hay mốt, nhưng mà cái này còn khá là đẹp. Bass mic track còn khá là đẹp. Rồi bây giờ mình test nhạc cho các bạn thưởng thức nhé. Tại vì cái mấy cái này mình đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Hôm nay test nhạc ghép cái bộ này cho các bạn nghe thử thế nào thôi. Chứ còn cái âm ly này mình đã giới thiệu riêng. Cái loa này thì mình cũng đã ghép với nhiều âm ly rồi. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn một bản nhạc chất lượng cao qua cái bộ đời này. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm số điện thoại góc màn hình. Thì nhạc mình chép là nhạc chất lượng cao, test là nhạc chất lượng cao. Các bạn muốn chép thì bên mình có dịch vụ chép luôn nha, không phải riêng một album nhạc này mà mình chép một USB là các bạn sẽ được sở hữu cả vài vài trăm cuốn đĩa, một ổ cứng là gần 1.000 cuốn đĩa. Thì các bạn nghe tha hồ luôn. Và USB là 800.000 chép sẵn nhạc, 128 GB, ổ cứng là 1.000 GB chép sẵn nhạc nha. Bầy chim chiêu chít hai phương trời cách biệt.
Cuộc đời là